Trong câu hỏi nó nói là đen thì ta sẽ chọn false. Còn not given tức là tất cả các thông tin trong cái câu hỏi này chúng ta có thể tìm ra, nhưng mà có một thông tin chúng ta kiếm không ra thì tức là not given, hiểu không? Và thêm một cái mẹo nữa là đối với dạng này thì thường là so sánh hơn hay là so sánh nhất gì đó thì cái câu nó luôn luôn là not given. Tức là những cái câu này chúng ta không cần phải mất thời gian để làm. Rồi, ta có là gì đây? Keyword này đúng không? Đồng ý, được chưa? Rồi. Thường thì chúng ta sẽ gạch gạch keyword hai câu làm một lượt ha. Rồi đã copy cái style của gì đó. Của những cái người mà khiêu vũ ở cái thế hệ đầu đó. Ok, vậy là 1990. Cái nhà này nó đồng ý với cái gì đấy? À, với cái sự phát triển của các nhà sử học. Rồi, cái sự phát triển của cái gì đây? Thể loại múa hiện đại, nhảy hiện đại đúng không? Ta kiếm cả nhà sử học, chúng ta kiếm nhanh ha. Khi mà chúng ta kiếm thì mắt của chúng ta sẽ không không cố dịch, não của chúng ta chỉ gọi là không có hoạt động. Lúc này là não chúng ta không hoạt động, mà chúng ta sẽ sử dụng con mắt là hoạt động là chủ yếu để chúng ta tìm ra cái vị trí trả lời, hiểu không? Khi mà chúng ta đã xác định cái vị trí trả lời rồi thì lúc đó chúng ta sẽ làm cái gì đây? Chúng ta mới vận dụng não. Còn nếu ở đây chúng ta sẽ là sự ra đời của gì thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Ok, mình đã khoanh dùng được cái chỗ này 1900 đúng không? Ok, vậy mình sẽ đọc cái câu này. Cho đến cái đây. Cái chỗ này là sẽ là câu gì đây? Câu 1, câu 2. Rồi, vậy bây giờ ta có là nhà sử học thì ta có cái từ gì đây? Keyword là những nhà sử thì sao? Có cùng cái quan điểm tương tự như vậy đúng không? Vậy là câu 1 là gì? True. Ok. Đúng không? Rồi, tiếp tục câu 2. Câu 2 nó nói là gì đây? Vào những đầu những năm 90 đầu những gì ta? Những năm 90 của thế kỷ 19. Ở đây là có chữ S, đây là những năm 90 là tính từ một những năm gì đó. Lộn. Đây là thập niên một. Thập niên này là thập niên không phải không? Đây là những năm 90. Những năm 90. Thế kỷ 19 vào đầu 1900. Những cái này là copy, chúng ta sẽ chú ý một cái mẹo mà chúng ta sẽ lưu ý nè. Alo. Khi mà chúng ta làm cái dạng bất cứ cái dạng câu hỏi gì trong tiếng Anh, nhưng mà đối với dạng true false not given hay là yes no not given thì chúng ta sẽ mổ xẻ từ cái động từ ra ha. Hiểu không? Tức là cái câu văn đó đó, cái động từ nó sẽ quyết định cái nghĩa của cả cái câu văn đó, hiểu chưa? Rồi đây chúng ta thấy là copy đúng không? Copy. Rồi chúng ta sẽ tập trung vô kiếm cái từ đó là copy. Vậy chạy tự nhiên cái này nó giống gì đó. Ủa sao nó chạy chạy vậy ta? Cái dấu nó tự chạy, nó chạy vậy thầy. Thầy tắt cái dấu. Tắt sao chạy? Bấm vô chuột phải thôi, chuột trái được. Được luôn. Kìa. Ở đây mở đi thì tắt đi cũng được không ta? Thật tình. Bài đó nó đâu có cho tiêu rồi. Test 3 phải không? Yeah. Cái này bữa làm rồi. Đây. Này nó qua tới test file luôn vậy. Test for rồi. Đây test 3 đây. Rồi, ta sẽ cái file PDF này nó hơi rồi cái pencil đâu? Pencil đâu rồi? Command pencil. Ok, như vậy câu này là chúng ta là true ha. Câu này là cái động từ chính là agree đúng không? Vậy là cái từ nó sẽ bằng với từ gì? Hold đúng không? Đó, chúng ta sẽ kiếm động từ là nó sẽ ra, được chưa? Đó là cái mẹo làm.
Rồi 19100 đúng không? Thì chúng ta sẽ keyword vào từ nào? Copy nè. Copy nè, rồi gì nữa? Earlier nè. Dancer đúng chưa? Rồi style. Rồi chúng ta đã thấy là trong câu này hồi nãy thầy đã gạch cái vị trí trả lời đó là cho đến cái chỗ này. Rồi 1990. Có những cái quan điểm gì là cái chỗ này nó là gì? Đây là câu 1 đúng không? Chỗ trả lời câu 1 rồi. Câu 2 tiếp tục chúng ta có thể thấy là move away from. Họ cố tình đúng không? Move away from là không đi theo những cái phương pháp trước đây. Được không? Vậy là move away from nó là một cái động từ, nó nên là gì đây? Vậy là họ có copy không? Dạ không. Vậy là cái này là gì? Phone. Phone. Đó. Rồi tiếp tục, cái ông này. Rồi tới gì nữa? Ông này là refer đúng không? Rồi, đó refer along. Ok. Rồi ta kiếm tiếp ông này, ông nội này luôn. Rồi tới này gì đây? Complicated. Quần áo gì đây? Những cái quần Cái này áo. làm cho phone là mình có khi là mình đặt đợt. Lần một lần là hai câu chứ không phải keyword là hai câu. Keyword lần hai câu, nếu mà em nên là hai câu đi, ba câu nó dễ bị loãng lắm, hai câu nó sẽ dễ tập trung hơn. Bây redesign chúng ta sẽ kiếm từ cái động từ á, hiểu không? Cái động từ là cái kiếm dễ nhất, còn mấy cái tên riêng này là chúng ta bổ trợ thêm thôi. Chúng ta có là gì, Dan Along nè. Cái ông đó là ông tên là gì đây, Lou Fuller phải không? Fuller. Vậy là cái vị trí trả lời nó sẽ là từ trên xuống dưới ha. Cái dạng này là nó là cái mẹo trả lời từ trên xuống dưới. Giờ chúng ta kiếm nhanh cái ông đó coi. Ông này. Lately her hair perhaps she had limited dance training. Đây, thì là cái chỗ này là chỗ trả lời câu 3 ha. Fuller gì thì lại chú trọng đến những hơn là kể chuyện và là những cái người đi đầu trong việc tạo ra. Rồi câu này thấy là sao đây? Rồi câu này là chúng ta để ý là chúng ta thấy tiện nè, cái câu này chúng ta thấy này đúng không, một cái nhân vật quan trọng tại cái thời điểm đó là ông nội này. Người này thì biểu diễn chủ yếu sử dụng cánh tay bởi vì cô ta có những cái giới hạn về cái nói chung là cái ngoại hình của mình, cơ thể của mình có những cái gì đào tạo không được bài bản đó, limited. Người này, cái người này thì lại chú trọng vào những cái hiệu ứng hình ảnh, visual hình ảnh hơn là cái gì đây, hơn là cái kể chuyện và gì đây, pioneer từ này C2 ha. Pioneer có nghĩa là đi đầu trong việc sử dụng từ này, học được học nguyên một cái cụm này luôn, pioneer the use of. Ví dụ như là nước nào là nước đi đầu vaccine, ví dụ như nước Mỹ đúng không, pioneer the use of gì, Pfizer đó, đi đầu trong việc sản xuất vaccine, pioneer the use of. Đi đầu để tạo ra gì đấy, pioneer. Rồi thì chúng ta để ý là chúng ta thấy trong cái câu này, chúng ta thấy là có đề cập ông này, có đề cập cái sân khấu đúng không, nhưng mà chúng ta không biết được cái thông tin là ông này ông có thích khiêu vũ một mình hay không, đúng không? Cái thông tin này chúng ta không tìm thấy, thấy chưa? Thì là not given. Em làm được câu này không? Được. Not given, được chưa? Rồi tiếp tục, ông này ông mặc những quần khi ông nhảy, ông nội gì đó, ông nội tiếp theo, vị trí trả lời tiếp theo. Đó là ông này. Ông này thì không thích mặc những loại cái quần áo gì, những cái loại quần áo cồng kềnh, đúng không? Vậy là cái này nó mâu thuẫn đúng không? Vậy là câu này là gì đây? Hả? Evil là cộng là phức tạp cho hay là cộng cơ địa phương thầy Cồng kềnh phức tạp. được Trong đây là người ta nói là ổng mặc, còn nhưng mà trong kia thì ổng nói là ổng không mặc, được chưa? Câu số 5, ông Đuôi Khan này bị chỉ trích phải không? yeah. Câu số 5, she's notable, làm nổi tiếng nè nè. Cái từ notable này là có nghĩa là nổi bật, nổi tiếng, bằng những well known đó. Khá là nổi tiếng về việc là gì, thích những loại âm nhạc như là cái này. Cùng cái thời điểm này thì đã đưa cái thể loại khiêu vũ này vào
trong đào tạo cùng với chồng của mình, với một cái ý định đó là sẽ truyền lại cái phong cách và cái kiểu nhảy này cho những cái thế hệ trước. Ok, như vậy chúng ta không kịp, không tìm thấy được từ reticize đúng không? Chúng ta không biết được cái reticize đúng chưa? Đúng không? Có đề cập cái bài này đúng không? Her choice đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ như vậy, not given. Rồi tiếp tục đến lượt là Dennis đúng không? Giáo dục cho người ta về cái phong cách. Rồi chúng ta kiếm cái từ giáo dục nha. Cái ông nào ta? Ông tên là gì đấy? Thầy quên mất cái tên rồi. Dennis, cái hàng cái đoạn thứ hai luôn thầy. Cái chỗ cái đoạn thứ hai ở trên đó thầy, tiếng phải là dạ đúng rồi, cái đoạn thứ hai Được thầy không? có bạn dạ đúng rồi. Nó truyền lại cái này cho thế hệ. Ok, cái này nó fit nhau đúng không? Vậy là truyền Pass truyền lại on chuyển lại hết hả? educate, đúng rồi, pass on có nghĩa là truyền lại, nó bằng với pass on, nó giáo dục cho những cái người khác về cái phong cách là những cái thế hệ sau. Ok, true. Ok, true for not given. Đối với cái basic one thì nó khá là dễ.